chính tòa nhà này. Quay được nó thì bắt nó. Những câu chuyện của chính mình, tất cả mang đến trải nghiệm vô cùng độc đáo cho khách tham quan. Lần thứ anh cắm bắt đầu từ nhà từ lần sinh đã hài đi tập rồi. Sáng tác nhiều bản nhạc, tìm ra các hòa âm độc đáo để kể lại những câu chuyện của Andersen theo cách mới lạ cho các vị khách tới thăm nơi đây. Thực sự, đối với bảo tàng Andersen, mỗi điều mà chúng ta thấy, mỗi khía cạnh của cuộc sống tưởng chừng như chúng ta đã nhận rõ. Bản xe Nissan nằm trâu duy nhất. Sở Tư Pháp, trung tâm dịch vụ đấu giá mấy bên tay phải hả? Từ đường lên tông với sự tham gia của kỹ thuật viên Kiều Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. 360 độ sức khỏe. 360 độ sức khỏe. Cục chăn nuôi và thú y mấy bên tay phải. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa ngã ba đường Tô Hiệu. Tay trái là Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Vâng, trước hết thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Minh. Xanh đèn đỏ giáp với nhà tư Ngô Quyền. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Bệnh viện Gia Liễu Trung ương đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, thưa bác sĩ, thời gian gần đây thì rất nhiều lứa tuổi thì đã gọi điện đến chúng tôi và nói rằng là tôi bị nổi mẩn ở da này, rồi ngứa ngáy khó chịu, da khô, rồi nhiều người thì nói là sao da dạo này đen nhiều quá, và rất nhiều người đã phản ánh trong hay là gây ra những cái tình trạng như thế nào đến làn da của chúng ta. Đúng là thời gian vừa rồi thì Trung ương thì cũng đã tiếp nhận rất là nhiều bệnh nhân mà đến với một cái tình trạng là có những triệu chứng về mẩn ngứa trên nền cái da khô hoặc là trên nền họ có những cái bệnh lý liên quan đến cái viêm da mãn tính. Thế thì các cái bệnh lý mà trước đây bệnh nhân thường gặp và than phiền ví dụ như là bệnh viêm da cơ địa hay là bệnh về nến. Ngã ba y bí Evalo. Mấy bên tay phải mình là đường Trường Chinh nha, ngã ba Trường Chinh. Điểm cuối của đường Lô Thiềm Gấm là giáp với đường Nguyễn Chí Thanh này. Đường Nguyễn Tất Thành này. Rồi ra tới đây là kết thúc đường Lô Thiềm Gấm rồi.